bạn nhá. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Team Huyền Thoại Châu Phi. Đấy, thì hôm nay là anh em Team Huyền Thoại đi vào làm ở trong farm các bạn ạ. Cho nên là anh em mình có chuẩn bị một số thực phẩm để vào đây nấu ăn cho tất cả anh em luôn. Team Huyền Thoại với mấy anh em Việt Nam. Bởi vì hôm nay là ngày ở trong bản người ta nghỉ làm ấy, công nhân đây không đi làm các bạn ạ. Có mấy người thôi. Đấy, cho nên là anh em Team Huyền Thoại phải vào làm trong farm. Và sáng thì anh em mình có chuẩn bị một số đồ rồi. Ban Xoa đã. Sáng là em Dê với Ban Xoa nha, có thịt thịt một con ngan nha các bạn. Đây. Đấy, thịt ngan. Đây. Đây là mấy anh em thịt đây. Em Dê chặt này. Đây, thịt này. Nó đây. Luôn. Nay thì anh em mình sẽ nấu món giả cây ăn với bún mọi người nhá. Giả cây này thì mấy anh em mình đã ướp ở ngoài nhà rồi, đưa vào đây nấu rồi. Đấy, anh con mày tê, bắt qua. Đấy, đưa vào đây nấu giả cây và tí nữa anh em làm gần xong thì sẽ luộc bún và lên cho anh em ăn thôi. Đây thì bún anh em mình chuẩn bị đây hết rồi các bạn. Đây, có bún, bún gói. Đấy, bún gói bún. Rồi, đây sẽ bắt đầu mày tê, depois. Vâng, của nhà đập rồi. Sí. Thì tất cả anh em đang đi làm. Còn để bàn xóa với em Eze ở đây thì quay về mình một tí. Xong là cũng đi làm luôn. Thì để đây cho em Eze ở đây xem trống thôi. Hoặc thì là đổi cho anh Tony lên. Tony đau chân thì cho lên nấu ăn. Đấy. Nấu ăn thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em mình đã sơ chế hết rồi. Giờ chỉ có ở đây và thể trống chín là được thôi. Đấy. Đấy thì phải đi với Sigao đang làm đâu các bạn. Đấy. Còn một số anh em nữa thì làm dưới kia với anh Hậu. Từ anh quay dưới kia các bạn theo. Agora passo para de lá trabalhar. Sim. Aí ó. Tá bem, chefe. Aí ó. Domingo Tony. Đúng không? Em bây giờ tao mày vô đi là trabalhar. Vai, vai con ele. Đấy, anh em là làm một tí thôi, còn là đi làm hết đấy các bạn. Mình cho anh bây giờ đi làm luôn. Mình ở đây mình chạy đi chạy lại, mình trông cái đồ ăn này. Cái này thì mình chỉ qua cho các anh em Team Huyền Thoại rồi, cách ướp, cách nấu, cách làm rồi. Tí nữa lên chế biến luộc bún với ấy thì mình sẽ chỉ thêm cho anh em. Đấy, và chiều về chỉ anh em làm xong là về lên ăn thôi. Ok các bạn, anh em đang làm nhưng mà giả cây thì mình nấu xong rồi. Ui rồi, đấy, ui rồi thơm, đấy nồi giả cây ngan này. Giờ mình sẽ tiến hành luộc bún để cho anh em ăn. Anh em xong là lại ăn thôi. Ấy ạ. Đây cho nóng. Bún thì mình ngâm qua rồi. Ấy. Dạ. Tu đu. Đấy, anh em Team Huyền Thoại thì hôm nay là đi thu củ đầu này. Đây, đi làm farm này. Mình chịu trách nhiệm ẩm thực chứ. Không chỉ trách nhiệm ẩm thực thì nấu thôi, nấu cho anh em thôi. Thì anh em cũng có công chuẩn bị hết. Đợi mỗi bún xong là ok nha các bạn. Đấy, ui dồi ôi.
Đấy, ok các bạn ơi, xong rồi các bạn ơi. Chuẩn bị để ăn này, anh em ăn này về thôi. Ăn về để còn nấu ăn cho mấy anh em ở nhà nữa. Bỏ rau luôn anh ơi. Từ từ rau ai ăn thì bỏ thôi. Đấy, bún ngan giả cây. Úi giời. Mục chia đều ấy đây anh. Tuyệt vời đấy. Có còn có cả rau của farm này. Đức Anh một bát này. 6 anh em này, 3 anh em 10 người. Đức Anh nửa bát thì một bát ăn thôi. Cái bún này tính phải múc đầy nước không anh ạ? Múc vừa thì nhà. Bún giả cây là ấy mà. Bún giả cây mình ăn chiều thịt với một ít nước bởi vì nó mặn hơn nước bình thường. Rồi. Chân chân ra gì chia một người cái chân gì rồi nhanh như không rồi tự nhiên như rồi hay đủ chưa đủ. Ok đang thoải mái tôi bún giả cây đặc biệt các bạn ăn nhiều lắm chia ra chia lên đi thì cho mấy anh này tí nữa. Mình đang trải quả bún. Tôi đu về nhá, tôi đu về nhá. Rồi. Bỏ kia. Bỏ đây. À, thôi bỏ đây. Mời các bạn ơi. Hơi nắng hè. Đây bà Đức Anh cất đây các bạn. Santa bé ấy. Anh Hầu về thế ngồi ăn luôn đấy. Thôi ok các bạn nhá. Đấy, hôm nay là hôm nay là ấy bát của Đức Anh đồ riêng Đức Anh đấy nhá. Đức Anh có phần đấy nhá. Hôm nay là anh em tìm huyền thoại đi làm trong farm các bạn ạ. Thì Sentaki thì anh em mình có chuẩn bị vào đây để bún ngan giả cây. Đấy, để cho anh em ăn. Làm xong là có thức ăn luôn. Đấy. Và cũng như là ẩm thực. Esi sama. Ngan. Ngan giả cây. Ngan giả cây. Ngan giả cây. Đấy. Thôi sẽ ăn để về thôi. Đây, bạn của Siga này. Hai ăn rau rồi, rau nha. Rồi, mời các bạn nhá. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Thử bún ngan giả cây. Ui. Đấy. Đặc cấp luôn. Ngon đấy. Rồi, ăn đây là về đây. Ngon. Rau này là rau của trang trại các bạn ạ. Đẹp gái á. Có một chi tên cá muối. Cái rau mùi anh em mình vừa thu hoạch. Xong rồi ăn luôn. Rau mùi non ngon này. Thơm. Bay cho mấy anh này ăn. Ngon. Esikovi. Esikovi no mi. Rau mùi. Rau mùi. Rau mùi. Mời các bạn nhé. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Như đây cắt nè.
Dạ. Bọn bán giá con gì cặm này? Cho các anh ăn đùa. Apa nya? Nanti dah kaya sembuh tu. Kaki nang buat. Ya. Mutu bau na? Mutu bau. Không ăn được à? Đây, một tay cầm cái này, một tay cầm cái cu này, một tay cầm bao này. Đây, một tay này. Về, về. Đây, thật đi ăn đùa như thế. Đây không phải là ngôi rừng nắng đâu các bạn ạ. Bởi vì giờ tầm này mà ngồi trong bóng mát là lành lắm. Nó lành rồi, bắt đầu buổi chiều lành rồi. Nên là anh em ngồi ngoài này ăn cho nó đỡ lành. Thế đâu? Nó không ăn được rồi. Làm được rồi. Như kiểu mà tốn được không. Nó đã chui ra ăn, ăn bụn đi. Cái ngan giả cây này thì mình nấu gia vị theo kiểu giả cây của miền Trung các bạn ạ. Chứ không phải như của nấu theo kiểu miền Bắc. Thịt ngan bự. Ngon. Nàng chứ chết mà được miệng một mồm đi. Con xóa kéo này. Ê, nó con gì kì? Con xóa. À, đi phía xương. Ai xì. Nó cái bấy dùm ấy. Ê, con xóa. Ê. Ok. Ăn lên bên ngón tay này. Em bên dưới phải đi ăn được. Cả bên mũi tôi. Bạn xóa rồi. Một con ngan mà mười mấy người ăn. Chà tê tờ. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngon. Con rau ngon. Rau mùi thơm này, rau mùi tá cho nên thơm. Đấy, chỉ cho anh em cách nấu giả cây các bạn ạ. Sau này có điều kiện thì có ngan có ấy thì nấu để ăn. Có ngan có bún. Giờ đi làm sướng. Đi làm xong có bún ăn, bún ngan giả cây ăn. Xong rồi mới về. Riêng rau thơm thàn. Có trong đăng tài cả anh. Nói chung mỗi ngán với bún nó phải đi mua các bạn. Còn lại là rau thì trong farm hết. Riêng của farm này. Xả của farm này. Đấy. Mua từ một cả. Bữa nay là gì ấy? Bữa nay là Thế với anh Hầu là ăn ké của Tim Huyền Thoại. Lâu lâu được bữa ấy. Anh Sinh, U Hầu, anh Hầu, anh Thế, Sa Ma xong là cái Thánh ăn trực. Thánh ăn trực. Thánh ăn trực. Phá la ao tù, Thánh ăn trực. Thánh ăn trực. Thánh ăn trực. Bèo Thảo thì này chỉ ngon con gì bèo đem vô đây nấu thôi. Anh em làm xong này hỗ trợ ăn. Đó này thì phải là trực miệng chứ. Là chỉ xoay á. Được bong á. Ngon nhỉ. Thì bữa giờ mày nói được không? Bùi à, bùi à, ngon, ngon. Tầm này phải làm một lon sinh tố lô mạch nhỉ? Là ngon. Bây giờ em mới dè ăn nhiều rau thứ này, cũng biết ăn gớm này.
Thơm rồi thì thơm. Rồi, chắc là anh em xin kết thúc video thôi các bạn ơi. Để cho cameraman còn ăn về nữa. Không muốn rồi. Đức Anh cũng đói lắm rồi. Rồi, ok các bạn ơi, anh em mình xin kết thúc video tại đây. Hôm nay thì anh em tìm điện thoại vào làm trong farm ấy. Nên là đi bới củ đầu này, đi nhổ rau để tối nay anh em mình gửi lên thủ đô. Nên là mình có mua ngan, anh em buổi sáng làm. Cứ ăn đi anh, ăn đi, ăn mình theo thôi. Sáng mua ngan về ngoài nhà, anh em chế biến ở ngoài nhà, làm thịt ở ngoài nhà rồi. Thì đưa vào đây và nấu để buổi chiều anh em làm xong thì ăn và về luôn. Đấy, thì các bạn thấy video này hay và ý nghĩa cho anh em mình một like, đăng ký và chia sẻ kênh Tìm Huyền Thoại Châu Phi. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi, Đức Anh ăn đây. Đức Anh đói lắm rồi. Put to, tao muốn to form me. Giống như chào các bạn ấy. Nói chung ngon là một phần là do nấu này. Phần thứ hai là do cái địa điểm ngồi ăn các bạn. Ngồi trong farm này, tầm này thì ăn cái gì ngon? Thì mình việc cả ngày.